Đây là file khung 1 này, đây là file khung này. Tôi sẽ chồng đè hai file khung này lên nhau. File khung sẽ được chồng đè lên file khung 1, là chúng ta sẽ nhìn thấy đồng thời cả hai file ở trên file khung 1, được chưa ạ? Chúng ta làm như sau ạ. Trên menu của My này chúng ta chọn file, chọn reference. Và sau đó chúng ta attach file lên. Trên bảng reference file chúng ta attach bằng cách là chọn tool, chọn attach file. Và chúng ta tìm đường dẫn có chứa file khung đấy ạ. Của tôi là C này. Ngoan. DS2 TD6. Và tên file là gì ạ? Khung đúng không ạ? Ok. Ok và ok tiếp. Như vậy là chồng hai file vào nhau. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ copy. Thì để copy chúng ta phải đóng những cái đối tượng ở trên file khung 1 vào. Bởi vì khi tôi copy tất cả hai file ạ, thì nếu mà chúng ta copy đồng thời thì nó sẽ chồng đè hai lớp ở trên file khung 1. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải đóng những cái lớp ở trên file khung 1, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra trên file khung 1 xem có một cái lớp nào mà chưa có đối tượng, thì chúng ta sẽ bật lớp đấy, còn các lớp còn lại sẽ tắt đi. Thì chúng ta kiểm tra như sau ạ. Trên menu của My này chúng ta chọn setting, chọn never và manager. Và chúng ta kiểm tra đi ạ. Trong tất cả những cái file đang bật này thì có lớp 63 là lớp sáng, tức là lớp đấy có đối tượng. Những lớp còn lại không sáng thì có nghĩa là lớp đấy không có đối tượng. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ tôi sẽ tắt lớp 63 đi. Hoặc là chúng ta chỉ cần bật một lớp không có đối tượng thôi. Ví dụ lớp 1 này không có đối tượng này. Apply. Thì tất cả những cái gì ở trên file khung 1 sẽ không nhìn thấy nữa và sẽ không hiển thị lên đây. Bây giờ chúng ta sẽ copy file khung nhé. Để copy file khung này chúng ta thu nhỏ lại một chút. Sau đó chúng ta dùng công cụ chọn đối tượng, kéo tất cả các đối tượng này, bao kín. Sau đó là đánh lệnh copy. Dùng công cụ copy này, tích chọn vùng cần copy, di chuột lên cửa sổ và đánh lệnh dx bằng 0, enter. Như vậy bây giờ đã copy được. Và tôi sẽ mở tắt cái lớp kia đi ạ. Chúng ta tắt file khung này và mở tất cả những lớp còn lại ở trên file bản đồ này. Như vậy bây giờ hai file đã chồng vào nhau.